Và tên đầy đủ của em là Võ Ngọc Xuân Ca. Em năm nay 18 tuổi và đến từ Phan Thiết. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vụ vơ nhanh qua, đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, sau tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì xa xa nhau là mất thôi. Thấy không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Quá hay, chắc chắn đây là một ca khúc mà hai giám khảo và anh Bảo rất là thích. Và bây giờ thì xin mời em đến với phần vũ đạo của mình. Cảm ơn em. Nó đã nhưng mà nó hơi thiếu á, vẫn là cái ánh mắt nhưng mà nó cũng chưa có dứt khoát lắm. Cái kết của em hay như thế mà em lại không nhìn thẳng hay là nhìn vào khán giả, cho qua một cách mờ nhạt á, hơi phí. Có đầu phải có đuôi, thường là cái kết, cái điểm mà nó chốt lại á, nó phải khiến cho người ta vỗ tay. Chị vẫn ấn tượng khi mà em bắt đầu hơn là em kết. Một người nghệ sĩ nha, mình muốn đạt tới cái thành công á thì mình sẽ có được 3 tràng pháo tay. Tràng pháo tay đầu tiên khi mình bước ra, tràng pháo tay là sau khi mà mình hát lên câu hát đầu tiên, và tràng pháo tay cuối cùng chính là sau mình trình diễn xong. Thì em lại thiếu đi cái sự cuối cùng để mọi người wow và khát khao được, kiểu wow muốn xem mình này tiếp tục quá. Ngày hôm nay coi như mình rút kinh nghiệm, đó là một cái lỗi nhỏ thôi ha. Mình phân tích riêng ra ha, thì giọng em là một người có chất giọng rất là tốt. Để hát được những cái thể loại âm nhạc khác, anh chắc chắn là như vậy. Còn riêng cái bài hát này thì đúng là em hơi bị gọi là dùng quá nhiều kỹ thuật cho nó. Tại vì đây là một bài hát rất là dung dị. Dù sao đi chăng nữa, quan trọng nhất vẫn là cái nền tảng. Em đã có nền tảng, có cái cơ bản rồi thì không có gì phải lo nữa nha.